chào quý vị khán giả đã quay trở lại với không gian quen thuộc và ấm áp của chương trình Điều Con Muốn Nói. Quý vị thân mến, làm cha mẹ là một công việc trọn đời mà hầu như chúng ta không có được ngày nào nghỉ phép và cũng không được ngừng học hỏi để có thể cùng trưởng thành với con. Và chương trình Điều Con Muốn Nói cũng với sứ mệnh như thế, mong muốn là một nhịp cầu để cha mẹ và con cái gắn kết gần lại với nhau hơn. Chính vì thế, chúng tôi luôn mời đến đây những chuyên gia tâm lý, những người có thể đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất để giúp cha mẹ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn trong việc nuôi dạy các con. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ tiến sĩ tâm lý cô Lý Thị Mai. Con chào cô Lý Thị Mai ạ. Chào MC Hoàng Anh và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Điều Con Muốn Nói. Bây giờ thì mình khám phá cái kho báu hôm nay là gì đi dạ, cô. Dạ vâng. Một chú gấu bông rất là lộng lẫy xinh xắn. Vậy chắc khách của mình chắc bé gái. Gái à cô ơi. Dạ. Này chắc chắn là con gái rồi. Dễ thương quá. Xinh quá. Ừ. Không biết là món quà này có ý nghĩa gì ha cô. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhân vật chính của ngày hôm nay, bé Cát Tường. Xin mời con. Xin chào cô, xin chào bà. Rồi, chào con. Xin chào quý vị khán giả, chào bà Mai và chào cô con. Anh. Ừ, chào quá. Con nè, con muốn nói gì khi mang chú gấu xinh đẹp này đến đây không? Dạ thì chú gấu này là chú gấu mà con yêu thích nhất trong những chú gấu trong gia đình của con. Và trong chú gấu này có một kỷ niệm với con là ba cậu của con. Khi mà ba mẹ của con vừa cưới thì ba con mua cặp gấu chú rể và cô dâu về cho mẹ con trưng trong phòng. Nên là có một kỷ niệm rất là sâu sắc đối với con. Và điều con mong muốn nói với bố mẹ hay là gia đình của con là gì? Dạ, con có điều muốn nói với mẹ nhất là con muốn được về sống cùng với mẹ. Tại vì từ rất là bé là con đã phải sống chung với ông bà ngoại, nên là con ít khi nào được về mẹ chơi. Còn ba thì sao con? Dạ, ba con từ lúc mà ly hôn với mẹ con thì ba con đã có một gia đình mới và cũng đã có con riêng. Cảm ơn con đã chia sẻ cái điều mà con mang đến với chương trình. Cái điều quan trọng này thì chắc là cô Anh sẽ nói chuyện với cháu Cát Tường. Còn bây giờ đó thì bà Mai gặp mẹ con để chia sẻ với mẹ ha. Rồi lát nữa cả nhà mình gặp lại được không? Dạ được. Rồi tạm biệt hai cô hẹn cháu gặp ha. Lại cô Mai. Chào bà. Dạ chào con. Cát Tường ơi, con có bao giờ nói cái điều mà hồi nãy con chia sẻ với mẹ hay là người thân trong gia đình biết không? Dạ với mẹ thì con đã từng nói cũng khá là nhiều lần. Còn đối với ông ngoại con thì con sợ là ông ngoại con không cho, bởi vì hồi đó là mẹ con và bố của con là chồng sau của mẹ con cũng xin cho con về sống chung với mẹ, nhưng mà tiếc là ông bà ngoại không cho. Cô Anh cũng hiểu, lúc nào mình cũng muốn được ở gần ba mẹ mình hết, nhưng có lẽ là ông bà ngoại có những cái lý do riêng. Ông bà ngoại có giải thích với con chưa? Dạ có lúc ông bà ngoại nói với con là vì ông bà ngoại yêu thương con nên là muốn giữ con ở với ông bà ngoại, còn những điều khác thì con chưa nghe ông bà ngoại con nói. Con nghĩ là khi mà mình ở với mẹ của mình á thì có những cái khó khăn gì mà ông bà ngoại lại lo lắng cho con? Dạ, tại vì khi mà về mẹ thì ông bà ngoại thấy là con với em hay là giành giật đồ chơi với nhau, nên là ông bà ngoại không có muốn cho con về sống chung với mẹ. Vài tuần thì ông bà ngoại sẽ chở con lên nhà mẹ chơi hoặc là dịp hè. Cô Anh cũng hiểu được là mình sẽ rất là nhớ mẹ của mình và muốn gặp mẹ của mình thường xuyên hơn. Trước khi mà mình lập gia đình mới thì cháu nó có nguyện vọng về ở với mẹ không? Lúc trước thì bé nó ở dưới với con, xong con lập gia đình thì thời gian đầu bé nó cũng hụt hẫng. Ở được với mẹ mấy năm? Ở với mẹ được 4 năm. 4 năm. Bé được 3 tuổi thì ba của bé đi. Bé thì muốn về với mẹ, nhưng mà thật sự là ông bà ngoại không cho bé ở với mẹ. Tại vì bên chồng của cháu là cũng có con riêng. Con trai năm nay 17 tuổi. Tức là ông bà lo xa. Dạ, dạ đúng rồi. Cho nên là ông bà không muốn cho mẹ dắt bé đi đón theo cháu, sợ ảnh cháu hưởng về. Tại vì lúc trước là con còn đi làm ở ngân hàng. Con mới nghỉ 3 năm nay thôi. Thường là ông bà ngoại sẽ đưa con hay ai đưa con đi học? Dạ thường thì ông bà ngoại thay phiên nhau đưa đón con đi học. Có bao giờ mình bị bạn bè hỏi là tại sao không thấy ba mẹ bạn chở đi học không? Lúc mà con mới vào lớp 1 thì con cũng có từng nghe những bạn trong lớp nói là bạn Tường không có mẹ.
đó thì con cảm thấy rất là tủi thân. Và những cái lần mà tới giờ ra về, con thấy là ba mẹ của các bạn đều đến để mà đón các bạn đi về. Lúc đó con ước ao là có một ngày mẹ mình hay ba mình sẽ đến đón mình như các bạn đó. Con khóc với mẹ con nói với mẹ con là ở trên lớp các bạn nói con là không có mẹ. Thì mẹ con lên trường và gặp bạn đó và nói là mẹ là mẹ của con và bạn Tường là có mẹ chứ không phải là không có mẹ. Ông bà ngoại có biết điều này không? Nó không nói với ông bà ngoại biết, chỉ tâm sự với con thôi. Con có bao giờ nghĩ rằng là sau cái chương trình này mình về trao đổi với bố mẹ về những cái tổn thương của cháu? Đã không thấy ba đâu rồi, rồi lại không thấy mẹ đâu, thì cái sự thiệt thòi về tinh thần của cháu nó rất là lớn. Trẻ con mà, trẻ con nói không nghĩ nhưng người lớn phải nghĩ. Cô nghĩ với một cái số tuổi như cháu chưa có chứng chạc như vậy đâu, nhưng vì hoàn cảnh sống xa mẹ xa ba, dạ, cho nên cháu có những cái trời cho cháu, đó là cái sự sâu sắc. Dạ đúng rồi. Thường nếu mà khi mà con không gặp mẹ đó thì hàng ngày là con có gọi điện nói chuyện với mẹ không, hay là làm cách nào khác? Dạ thỉnh thoảng thì con có gọi điện và nhắn tin nói chuyện với mẹ, thì mẹ cũng hỏi thăm con và trò chuyện với con. Còn ba thì sao con? Dạ ba thì con cảm thấy là ba ít gọi điện và nhắn tin hơn. Tại vì con nghĩ là chắc là vì ba bận với công việc. Mình cần được nhiều thời gian hơn để ở cạnh ba mẹ của mình, đúng không con? Con có muốn cái điều gì nói cụ thể với mẹ hơn nữa không? Con muốn mẹ quan tâm, chăm sóc với con. Và con muốn mẹ hiểu hơn về việc học của con. Con muốn mẹ quan tâm con giống như là quan tâm em. Bởi vì khi mà mẹ con có bầu em con thì con cảm thấy là bị tủi thân hơn. Bởi vì con nghĩ rằng là khi mà mẹ sinh em ra thì mẹ sẽ quan tâm em hơn con. Hai bé nó cũng cái chiến tranh hay giành mẹ. Hai bé nó cứ hay giành mẹ lắm. Dạ. Có khi nào em ăn hiếp chị không? Dạ không, bé em thì nó hay đòi mẹ thôi. Còn hầu như mọi thứ đều nhường cho chị. Ví dụ như chị thích mà mẹ mà la chị cái là thôi mẹ đừng la chị nữa, là tự động nhường cho chị. Nhưng mà có khi nào là cháu Cát Tường nó không nói hết với mình không? Nó cũng có nhiều thứ nó không nói với mẹ nghe. Thành ra con phải lưu ý cái này. Bởi vì mình có hai cháu, mà Cát Tường thấy là em được sống gần với ba mẹ, còn mình thì phải sống xa mẹ. Thế thì cái này nó đòi hỏi cái sự tinh tế. Dạ. Nãy giờ thì cô Anh có nghe con nói là ông bà ngoại thì muốn giữ con ở bên cạnh. Còn mẹ thì sao? Dạ, mẹ cũng muốn con ở cùng mẹ. Biết đâu đấy mẹ sẽ tìm được cách nào đó mẹ thuyết phục để con được ở với mẹ. Tại vì cô Anh nghĩ là tại vì con ở xa như thế này á, cho nên là con có thể con sẽ cảm thấy là mẹ dành nhiều tình cảm cho em nhiều hơn. Nhưng mà khi con ở chung thì con sẽ cảm nhận được là chẳng qua là mẹ không có được cái điều kiện để ở chung với con thôi. Chứ nếu mà ở gần thì mẹ thương hai chị em như nhau. Hiện giờ thì anh trai cháu vẫn ở chung nhà với con? Dạ không, 2 năm nay thì bé về nhà ngoại với nhà nội của bé ở ngoài Bắc. Trước đây thì cái sự thận trọng không bao giờ thừa. Dạ. Dù rằng mình không nghĩ chuyện đó nó xảy ra trong gia đình mình, nhưng mà bây giờ thì cháu trai đã về với gia đình ở ngoài Bắc rồi, thì chỉ còn bố mẹ với em thôi. Thì ông bà ngoại đưa lý do hay là con lại nghĩ là ông bà ngoại muốn giữ cháu? Ông bà ngoại một phần thương cháu, tại vì chăm từ bé cho nên là ông bà quý tai. Dạ, mến tai mến chân. Dạ vâng. Thế thì bây giờ đứng giữa cái việc mà ông bà có ơn nuôi cháu từ nhỏ với cái nguyện vọng chính đáng của cháu bây giờ thì con thấy thế nào? Dạ thì chả lẽ bây giờ con sẽ cứ để mặc cho cháu ấm ức như vậy? Dạ thì con cũng mong chương trình này thì ông bà ngoại có hiểu hơn, thì ông bà ngoại sẽ cho bé nó ở với mẹ nhiều hơn. Lúc cháu còn nhỏ thì không sao, nhưng bây giờ cháu bắt đầu lớn và cháu đã bộc bạch được cái tâm tư của mình. Dạ. Trước cả triệu triệu khán giả, tức là cái nỗi khao khát của cháu nó rất là mãnh liệt. Mình thuyết phục. Dạ. Thuyết phục chứ mình không đối đầu với ba mẹ. Tại mình ơn thứ nhất là ba mẹ sinh ra mình, ơn thứ hai ba mẹ nuôi cháu 11 năm nay rồi. Dạ. Cô nghĩ rằng không ai yêu thương cháu ngoại bằng ông bà ngoại. Cho nên bằng cái tình yêu thương đó thì ông bà sẽ chạm đến cái trái tim của mình. Và giữa cái hạnh phúc của mình với cái sự thiệt thòi của cháu về tình mẫu tử
thì chắc một lúc nào đó ông bà cũng sẽ chạnh lòng để nghĩ. Bây giờ thì mình sẽ bấm chuông để mời mẹ ra ngoài với mình. 3, 2, 1. Hôm nay đó thì bà Mai có nghe tâm tình của mẹ rồi. Cát Tường một lần nữa nói cho mẹ nghe điều con muốn nói với mẹ. Dạ, điều con muốn nói với mẹ nhất là con muốn được về và sống chung cùng với mẹ con. Dạ, đó mẹ Hoa. Dạ. Có lẽ đây là cái ước nguyện mà cô với lại Kim Hoa nãy giờ đã đề cập tới. Dạ, con cũng muốn cho bé về ở với con. Khi mà mẹ xúc động như vậy thì Cát Tường có hiểu cho mẹ còn đang gặp cái gì khó khăn cái việc mà đón con về? Dạ, tại vì con nghĩ là ông bà ngoại lo quá về cái việc học của con nên là con ít có thời gian nào để mà về mẹ chơi. Dạ, tức là ông bà ngoại thì rất là chăm cháu. Nhưng mà bà cũng hiểu tại sao gần đây con lại muốn về với mẹ nhỉ? Dạ, tại vì là con thấy là em con luôn được mẹ chăm sóc, luôn được mẹ quan tâm hơn, nên là con muốn về mẹ để mẹ có thể yêu thương và chăm sóc con giống như là mẹ chăm sóc em con. Và con muốn được mẹ gần con và bù đắp tình yêu thương của mẹ dành cho con. Bà Mai không hiểu chữ bù đắp ở đây là sao ha con ha? Ý con muốn nói gì nè? Dạ, tại vì từ nhỏ là con đã không được ở chung với mẹ nên con cảm thấy là con bị thiếu thốn tình mẹ. Mẹ Hoa nghe con nói rồi. Nhưng mà bà vừa hỏi con đó, tức là con ở với ông bà ngoại nè, với dì nè, ông bà ngoại cưng rồi chăm sóc con, đưa đón con. Vậy con thấy chưa đủ sao? Dạ, con thấy cũng đủ. Nhưng mà con nghĩ đối với một đứa trẻ, thứ mà nó cần nhất là tình yêu thương của cha và mẹ. Con có bao giờ hay ôm mẹ hoặc mẹ ôm con không? Dạ, cũng có. Lúc nào mà con về mẹ chơi thì lúc đó là mẹ cũng đều ôm con. Ôm con. Nhưng mà bình thường có khi nào con ở với bà ngoại rồi trong giấc mơ con muốn mẹ ôm mình không? Dạ có. Có rất nhiều. Có rất nhiều luôn, mẹ nghe ha. Trong giấc mơ con muốn mẹ ôm con. Và cái điều này con có nói với ông bà ngoại nghe không? Dạ, điều này thì con... Con giữ cho riêng con, con giữ cho riêng con. Vậy nếu như bây giờ nguyện vọng của con là muốn về sống bên mẹ, mà ông bà ngoại quá yêu thương con, cứ muốn ôm con, muốn giữ con, theo con nha, dạ, thì con sẽ đề nghị gì với ông bà ngoại? Dạ, con muốn là ông bà ngoại và mẹ con chuyển về một nơi và sống gần với nhau hơn. Sống gần nhau hơn. Vậy nếu như trường hợp mà vẫn còn ở với ông bà ngoại mà mẹ con ở gần con thì con có chấp nhận không? Dạ. Hay là phải về chung nhà với mẹ? Dạ, miễn sao mà con được gần mẹ hơn. Cảm ơn con. Mẹ Hoa nói gì với con đi. Bây giờ con học hành là ngoan, chăm ngoan đi, rồi mẹ sẽ về thuyết phục ông bà, thì gia đình mình cũng ở chung. Hồi nãy đó bà Mai nói chuyện với lại mẹ Hoa đó cô anh, thì mẹ Hoa rất là xúc động. Cháu có cái ước nguyện như vậy thì mẹ Hoa khóc rất là nhiều, bởi vì cũng hiểu là ba mẹ có cái ơn với mình đã nuôi cháu từ khi cháu còn lọt lòng và cho đến giờ để mẹ Hoa có điều kiện đi làm phát triển sự nghiệp. Nhưng bây giờ thì sang một cái ngã rẽ mới thì mẹ Hoa cũng đang rất là băn khoăn. Chúng ta mỗi người có một gia đình và chúng ta tự hào để nói về điều đó. Chúng ta có thể có may mắn và không may mắn, nhưng mà cuộc sống mà cái quan trọng không phải là chúng ta sống cái hoàn cảnh đó như thế nào, mà chúng ta chấp nhận nó để chúng ta thay đổi nó như thế nào cho phù hợp. Trước khi mà mình khép lại chương trình này thì có một điều mà chắc có lẽ hơi đặc biệt, cho bà mượn chút xíu được không con? Dạ được. Cháu nói rằng đây là con gấu cô dâu và đây là món quà quý của gia đình con. Dạ đúng. Tức là cái cuộc hôn nhân thứ hai của con, cháu hiểu biết, cháu chấp nhận và cháu xem đây là kỷ vật, đúng không ạ? Vật quý trong nhà. Con có cảm giác gì không? Dạ, con cảm thấy bé rất là thương mẹ. Dạ, và... thương mẹ lắm. Dạ. Và chấp nhận cái hoàn cảnh mới của mình. Dạ, đúng rồi. Không phải cháu nào cũng biết nghĩ như vậy. Dạ. Thưa quý vị, thực ra mỗi gia đình, mỗi con người đều có những cái gian truân khó khăn. Một cháu bé 11 tuổi
cầm trên tay một cô gấu, cô dâu, là món quà ngày cưới của mẹ và bố dượng. Cháu ôm tới chương trình này, chấp nhận cuộc sống của gia đình mình và chỉ mong ước là được ở gần mẹ. Chắc điều này, thông điệp này, chương trình chúng tôi muốn gửi tới quý vị là nếu chúng ta có tương tự như vậy, liệu chúng ta mong ước gì đối với con trẻ và chúng ta làm gì để cho con trẻ được hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng. Hôm nay bà nói thay với con, thay cho Cát Tường. Và thưa ông bà ngoại của cháu Cát Tường, trên đời này không có ai yêu con bằng mẹ. Tôi cũng là ông bà, cho nên đây là những người ông, những người bà thưa chuyện với ông bà ngoại của cháu. Chúng ta yêu thương nhau hết lòng, nhưng chúng ta chọn giải pháp nào phù hợp để cho tất cả chúng ta đều được hạnh phúc, và đặc biệt là con cháu mình, thế hệ tương lai được sống bình yên. Xin cảm ơn ông bà. Con trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ rất là sâu sắc của cô Lý Thị Mai. Và mẹ có đôi lời nào muốn chia sẻ với bé Cát Tường không mẹ? Sau này mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con được nhiều hơn. Mẹ thương con. Con yêu mẹ. Không có một lời nói nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của chúng tôi ngay trong căn phòng của Điều Con Muốn Nói. Hoàng Oanh tin rằng quý vị cũng đã cảm nhận được điều đó. Trong cuộc sống đôi khi có những cái ngã rẽ rất là khó khăn mà chúng ta phải đối mặt. Nhưng với người lớn thì chúng ta có rất nhiều cách. Còn với trẻ con thì các con không có được quyền lựa chọn, không được quyền quyết định. Nên hy vọng rằng là cha mẹ hãy thật sự nghiêm túc nghĩ về con đường tương lai phía trước để có được những giải pháp đúng đắn nhất và hợp lý nhất cho con. Chương trình Điều Con Muốn Nói xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt tất cả quý vị ạ.